Đây các bạn thấy gì không? Con Jack Emenda 2021 thì con này là cái con xe lướt. Mình sẽ cho các bạn coi là cái con này xe lướt thì chúng ta sẽ được như thế nào với giá 75 triệu đồng. Đây, cái con này là đặc biệt của nó là nó nguyên hãng, hãng đem về như thế nào là cái con này như thế ấy. Thì phụ tùng của nó nè, bánh này ha, yên nè, bô tang nè, phía trước này nè, nó đều là của Montego. Và cái bộ rúp của nó là Utecra 8020. Đây, bánh ở đây. Đây, phần phía trước đây, Utecra, bánh đĩa đây. Đây, các bạn coi cái bánh nè, anh cameraman có thể quay lại cái bánh không? Đây, cái bánh này bên hãng Jack gửi về thì nó to như thế này nè mọi người. Vành là vành nhôm Montreger, bô tang Montreger. Đây, Utecra nha. Các bạn thấy còn đây, cái khu vực này các bạn mua xe cũ bạn coi nè, nó không có bị tróc nha. Lại tức là cái xe này không có chạy nhiều. Ví dụ như xe chạy nhiều á lần bóp này nè, nó cạ ma sát á, nó tróc, nó bay màu hết trơn à. Nhưng mà thấy hai bên nè, chưa bay màu luôn nha. Đây là full hãng nha. Hả? Rồi. Đây, cho các bạn coi sơ luôn. Ở đây thì nó có hơi một xíu ngay cái tem thôi, nó cũng không quá lớn. Đấy. Đấy. Một con xe lướt Jack Emenda. Đây, size của mình có ở đây là size 52 nha mọi người. Đây, size 52 thì nó phù hợp cho các bạn. 22 với bô tang này thì các bạn thấy từ 1m65 tới 1m9, mình có thể chọn cái bô tang cho nó phù hợp với mình. Rồi, nếu các bạn quan tâm với con xe này á, thì mình liên hệ với Hoàng Kinh Doanh Tâm Đức để mình có thể tư vấn cái size xe cho các bạn sử dụng. Rồi, trước khi mà mình kết thúc video, mình muốn thử cái này nè. Hôm bữa mình đi đua xe cái anh kia anh chỉ mà muốn lên xe đua á, các bạn thường nhảy lên đúng không? Các bạn chổng xe vậy nè. Đó. Ui, không được. Đây. Đúng rồi. Đúng rồi, phải làm như thế này chứ mình làm chưa quen. Đây, các bạn muốn lên xe đua đúng không? Đây. Đó. Thì sẽ không có bị gì hết. Ví dụ như chúng ta leo lên giày có thể nó đá trúng người ta, hoặc là cái yên nó cao quá. Ê, chưa quen, chưa quen. Rồi, wow. Rồi, cảm ơn các bạn xem video. Hẹn gặp các bạn ở các video lần sau. Bye bye.